Phường 12 là một trong những khu vực trồng rau, hoa, chủ lực của thành phố Đà Lạt, với tổng diện tích sản xuất hiện nay khoảng 400 hectare. Gần phân nửa diện tích nói trên sử dụng nguồn nước từ đập thủy lợi Thái Tiền. Bắt đầu công trình này có diện tích mặt nước lên đến trên 4 hectare. Tuy nhiên do bị bồi lắng nên diện tích mặt nước thực tế hiện nay chỉ còn khoảng 3 hectare. Điều đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc tích nước và cung cấp nước sản xuất cho người dân. Thậm chí trong những tháng cao điểm mùa khô 2023-2024 vừa qua, nhiều diện tích sản xuất ở địa phương không có nước tưới, nông dân phải tạm ngừng sản xuất. Sản xuất đấy thì chủ yếu là lấy nước từ cái hồ nước này. Đa số bà con ở đây là phải chủ yếu là nhìn được cái hồ này. Nhưng mà trong thời gian vừa qua thì cái hồ này cũng bị có xuống cấp và hơi có lắng đọng. Thì cho nên vào cái mùa khô năm 2023 và 2024 thì khi mùa khô đó thì có một số vườn thì thiếu nước, cho nên người ta phải tận dụng khoáng nước giếng và tận dụng các cái nguồn nước khác. Và những nơi mà không tận dụng được cái nguồn đó thì người ta đã bỏ hoang một số diện tích. Cái mong muốn nhà nước làm sao mà thứ nhất một là nâng cấp cái hồ này để cho có cái nguồn nước nó nhiều hơn, thứ hai là có cái hướng để nạo vét hồ để có còn cái lượng nước nó chứa nhiều hơn để cho bà con chúng tôi sản xuất dưới này cặp theo suối này là có nước để mà sản xuất ổn định. Dân bây giờ làm ăn khó mà nước non cũng có, nhiều khi tưới nước dơ thì nó sẽ bị ô nhiễm, nó sẽ hư gây. Trước thực trạng nói trên, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác quản lý công trình, xây dựng lịch cấp nước khoa học, tổ chức các buổi vệ sinh công trình nhằm khai thác có hiệu quả nguồn nước hiện có từ công trình thủy lợi này. Ủy ban mà có tổ chức thì nông dân chúng tôi thì cũng có tham gia để dọn vệ sinh xung quanh mặt nước ra thôi, xung quanh đập. Hiện nay thì cái hệ thống tưới của toàn bộ diện tích của phường 12 trên 400 hectare đó là đều sử dụng cái hệ thống tưới phun. Nó cũng tiết kiệm được cái nhất định cái một lượng nước sử dụng, bởi vì nó không hao hụt ra ngoài. Nó chỉ sử dụng ở trong cái vùng, trong cái diện tích mà có cây trồng mà thôi. Thì đa phần là ý kiến cử tri đều mong muốn là nhà nước có cái xem xét khảo sát phương án đầu tư cải tạo. Cùng với những giải pháp mang tính tạm thời đó, thành phố Đà Lạt đã xây dựng kế hoạch tu sửa, nạo vét, nâng cấp công trình, góp phần giúp người dân Thái Phiên chủ động nguồn nước, yên tâm đầu tư sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phản ánh tiến độ thực hiện công tác nạo vét, nâng cấp công trình này trong các chương trình sau. Rất mong quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.